Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, Nhật, Mỹ và EU đồng loạt có ý định rút tất cả các nhà máy ra khỏi Trung Quốc. Và nếu như Nhật, Mỹ và EU đồng loạt rút nhà máy ra khỏi Trung Quốc thì họ sẽ đi đâu? Trong hai tuần qua, các chính khách từ 3 trong 4 nền kinh tế lớn nhất thế giới đã thảo luận hoặc công bố kế hoạch rút doanh nghiệp của họ rời khỏi Trung Quốc. Nhật Bản dành hơn 240 tỷ yên tương đương với 2,2 tỷ đô la Mỹ hỗ trợ các công ty Nhật Bản chuyển nhà máy về trong nước hoặc đến các nước Đông Nam Á khác. EU sẽ tìm cách giảm sự lệ thuộc thương mại sau đại dịch. Còn Washington muốn các công ty của Mỹ đưa sản xuất ra khỏi Trung Quốc về Mỹ. Việc này cho chúng tôi nhớ lại việc muốn rời khỏi Trung Quốc là câu chuyện đã có từ hơn 10 năm về trước, nhưng các cường quốc chỉ nói mà không thực hiện. Lý do thật dễ hiểu vì thuế, đất đai đặt trụ sở, nhà máy chẳng nơi đâu rẻ hơn Trung Quốc. Nhân công với tay nghề thiện nghệ cũng khó nơi đâu hơn được Trung Quốc. Muốn đi thì ai cũng muốn, nhưng đi đâu thì lại không hề dễ dàng và chẳng có mấy lựa chọn nào khả thi cho kế hoạch 20 đến 50 năm phát triển của các tập đoàn ấy. Vậy nên, các gói hỗ trợ vài tỷ đô la như muối bỏ biển chỉ đủ cho các tập đoàn họ mở thêm cơ sở để nhận tài trợ chứ chẳng rút hẳn ra khỏi Trung Quốc thì còn quá xa vời. Như Samsung đầu tư nhà máy vào Việt Nam đã ngốn trên 1 tỷ đô la Mỹ, vậy Nhật chi 2,2 tỷ đô la thì ai nhận, ai nhịn? Mỹ và EU thì miễn bàn chi phí nhân công rẻ, rút nhà máy về nước là nói cho vui thôi. Làm thế nào để cho Việt Nam là nơi đầu tư thay thế cho Trung Quốc? Các phân tích cũng như nhiều bài báo đã chỉ ra rằng nếu các tập đoàn lớn rời khỏi Trung Quốc thì Đông Nam Á chính là điểm đến tốt vì giá nhân công rẻ, lao động tương đối có nghề, vận tải, giao thương cũng dễ dàng. Như vậy điều kiện của Việt Nam hiện nay so với địa thế, nhân công và thuế suất, chúng ta có nhiều cơ hội để thế chân cho Trung Quốc. Nhưng làm cách nào để biến cơ hội thành lý do đủ hấp dẫn thì chính phủ Việt Nam phải có chiến lược tổng thể, điển hình là quỹ đất và giao thông. Chúng tôi cho rằng trừ các thành phố trung ương tập trung doanh nghiệp đầu não thì giá đất có thể tăng theo thị trường, còn các thành phố quy hoạch làm công nghiệp, dịch vụ là phải tránh các tập đoàn bất động sản chèn vào đầu cơ, kéo giá nhà đất lên cao vô tội vạ. Giờ nhìn vào các vùng quê như Hà Tiên, Đồng Xoài, Phan Thiết, Núi Thành mà giá đất vẫn vọt lên vài chục triệu trên một mét vuông thì thực sự chúng ta đã quản lý quỹ đất quá kém. Giao thông thì các tuyến metro làm hoài không xong, cao tốc xây xong là hư hại nhanh và các trạm thu phí tận thu quá mức, đường biển lại đang bị chính Trung Quốc xâm chiếm Biển Đông để vô hiệu hóa lợi thế của chúng ta. Có phải chính chúng ta đang từng bước đánh mất dần các cơ hội của mình? Một trong những vấn đề quan trọng là quản lý được quỹ đất và chống tăng giá ảo. Chúng ta cũng không làm được thì rất khó cho các tập đoàn bước vào Việt Nam. Chúng ta không kiểm soát được lòng tham của chính mình thì cơ hội để các tập đoàn lớn bước vào Việt Nam đang ngày càng thấp hơn. Chính phủ Mỹ và Nhật rót tiền để cho doanh nghiệp lập tức rời khỏi Trung Quốc, đẩy nhanh quá trình tách rời nền kinh tế khỏi nước này. Hiện tại Iris Ohijama, một thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản, có khả năng là doanh nghiệp đầu tiên nhận được trợ cấp. Kế hoạch tái thiết chuỗi cung ứng của chính phủ Nhật Bản, họ đang lấy kế hoạch di rời dây chuyền sản xuất nguyên liệu khẩu trang không dệt từ Trung Quốc về Nhật Bản để tăng sản lượng khẩu trang trong nước. Chính phủ Nhật Bản tuyên bố vào ngày 9 tháng 4 rằng họ đã chi 2,2 tỷ đô la Mỹ để giúp cho các công ty Nhật Bản rút khỏi Trung Quốc, trở về Nhật Bản hoặc chuyển sang các khu vực khác như Đông Nam Á. Cùng ngày, ông Larry Kudlow, cố vấn kinh tế của Nhà Trắng, đề nghị Hoa Kỳ nên hỗ trợ tất cả các công ty Mỹ muốn rời khỏi Trung Quốc và thanh toán mọi chi phí di rời. Stephen Moore, chuyên gia về mô hình kinh tế truyền thống, nhiều công ty Mỹ đã đang di rời khỏi Trung Quốc rồi, cũng không phải là dưới sự trợ giúp của chính phủ, bởi họ cũng cho rằng Trung Quốc còn đáng tin cậy, không còn đáng tin cậy hơn nữa.
Made in China không còn hấp dẫn người mua nữa. Có nhiều yếu tố dẫn đến việc quay trở lại của nước nhà để sản phẩm mang nhãn Made in the USA. Trong tình hình dịch bệnh ngoài chuỗi cung ứng, giới tài chính Hoa Kỳ cũng đang kiểm tra lại rủi ro của các công ty Trung Quốc trên sàn chứng khoán của Mỹ. Hôm 21 tháng 4, 5 người gồm Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, Chủ tịch Ủy ban Giám sát Kế toán Công ty Niêm yết Hoa Kỳ, v.v. đã ban hành một tuyên bố chung để cảnh báo các nhà đầu tư hãy cảnh giác với những rủi ro tài chính của các công ty Trung Quốc, bởi vì trong một thời gian dài, báo cáo tài chính của các công ty này đều không minh bạch. Một khi đầu tư sai, rất có khả năng không được bồi thường. Các chuyên gia tin rằng dịch bệnh đang buộc các nước nghĩ lại về những rủi ro khi trao đổi kinh tế với Trung Quốc và nhanh chóng tách khỏi sự phụ thuộc này. Harry Kazinich, giám đốc cao cấp của Trung tâm Lợi ích Quốc gia, khi bạn thấy nhiều chuỗi cung ứng rời khỏi Trung Quốc để trở về Hoa Kỳ và các nước khác, thì chính là lúc họ không còn lý do gì để lấy lòng Trung Quốc nữa. Sau đó, hình thế sẽ rất nhanh xảy ra biến hóa. Trung Quốc gây sức ép để cho châu Âu loại bỏ chỉ trích viêm phổi Vũ Hán. Reuters dẫn 4 nguồn tin và tài liệu ngoại giao cho biết Trung Quốc đã tìm cách ngăn chặn Liên minh châu Âu EU công bố báo cáo rằng Bắc Kinh lan truyền thông tin sai sự thật về sự bùng phát của virus Vũ Hán. Báo cáo cuối cùng đã được công bố vào ngày 24 tháng 4 năm 2020 và một số chỉ trích liên quan đến chính phủ Trung Quốc đã được sắp xếp lại hoặc bỏ ra khỏi bản báo cáo. 4 nguồn tin ngoại giao nói với hãng Reuters rằng ban đầu báo cáo trên dự kiến công bố vào ngày 21 tháng 4 nhưng đã bị hoãn lại sau khi các quan chức của Trung Quốc biết về báo cáo thông qua thông tin phát hiện trên tờ Politico. Sau đó, một quan chức cấp cao của Trung Quốc đã liên hệ với các quan chức châu Âu tại Bắc Kinh trong cùng ngày. Nội dung của cuộc liên lạc này là nếu báo cáo đúng như những gì được mô tả và được công bố ngày hôm nay thì sẽ rất tệ cho quan hệ hợp tác giữa các bên, theo một thư tín ngoại giao được Reuters nhìn thấy. Thư tín trích lời quan chức cao cấp Zhang Xiaowang, Dương Tiểu Quang của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng việc công bố báo cáo sẽ khiến cho Bắc Kinh rất tức giận, đồng thời báo cáo buộc của các cơ quan quan chức của EU đang cố làm hài lòng ai đó mà các nhà ngoại giao EU nghĩ rằng Bắc Kinh muốn ám chỉ Washington. Kết quả là báo cáo đã bị hoãn lại như một điều tất yếu theo 4 nguồn tin của Reuters. Ngoài ra, Reuters cũng cho biết bản báo cáo nội dung ban đầu, nội bộ ban đầu với bản cuối cùng được công bố có nhiều điểm khác biệt. Các bản thảo trước đó nêu rõ các nỗ lực của Trung Quốc nhằm che giấu thông tin về nguồn gốc của coronavirus, mà một trong các cách đó là tung tin rằng Hoa Kỳ đã lan truyền bệnh dịch này ra toàn thế giới. Nó cũng nói về việc Trung Quốc chỉ trích Pháp và tung tin giả về chính khách Pháp như thế nào. Nga cũng được nhắc đến trong báo cáo về tin giả này. Cụ thể, trên trang đầu tiên của báo cáo nội bộ được chia sẻ với các chính phủ EU vào ngày 20 tháng 4, Bộ phận Chính sách Đối ngoại của EU cho biết Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch thông tin sai lệch toàn cầu để chuyển hướng việc đổ lỗi cho sự bùng phát của đại dịch và cải thiện hình ảnh của Trung Quốc với cộng đồng quốc tế. Bản tóm tắt báo cáo công bố ngày 24 tháng 4 đăng trên trang web euvsdisinfo.eu của EU ghi nhận bằng chứng quan trọng về các hoạt động bí mật của Trung Quốc trên mạng xã hội, nhưng phần tài liệu tham khảo bị nhét trong 6 đoạn cuối của bản tóm tắt. Cũng trong bản tóm tắt này, chính quyền Trung Quốc không còn bị gọi đích danh mà thay bằng cụm từ các nguồn do một số chính quyền hỗ trợ, trong đó có Nga và ít nghiêm trọng hơn là Trung Quốc. Phần báo cáo trên là bản cập nhật mới nhất được thực hiện bởi nhóm chống tin giả thuộc đơn vị ngoại giao của EU, cơ quan hành động đối ngoại châu Âu EEAS. Nhóm này ban đầu được thành lập để giám sát Nga nhưng được mở rộng để làm điều tương tự với Trung Quốc từ năm ngoái.
Gần đây, nhóm này hỗ trợ cuộc chiến chống chiến dịch tuyên truyền của Trung Quốc về công tác hỗ trợ trang thiết bị y tế cho những quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất vì virus Vũ Hán như Tây Ban Nha và Ý. Brussels đã phản ứng bằng việc chỉ ra rằng Pháp, Đức gộp lại cung cấp nhiều khẩu trang cho Ý hơn so với Trung Quốc. Trong bản cập nhật gần đây nhất được công bố, ngày 1 tháng 4, nhóm chống tin giả của EU khẳng định quan chức chính phủ và truyền thông Trung Quốc thúc đẩy những giả thuyết chưa được chứng minh về nguồn gốc của virus Vũ Hán. IEAS đã bác thông tin họ chùn bước về sức ép của Bắc Kinh. Người phát ngôn cơ quan đối ngoại của Ủy ban châu Âu Virginia Batu tuyên bố chúng tôi chưa bao giờ cúi đầu trước bất cứ sức ép ngoại giao nào đến từ nước ngoài. Trong khi đó, một phát ngôn viên của EU chỉ lấp lửng, chúng tôi không bao giờ bình luận về nội dung hay nội dung bị cáo buộc của các liên lạc ngoại giao nội bộ và các liên lạc của các đối tác của chúng tôi từ quốc gia khác. Một quan chức của EU khác nói với Reuters rằng báo cáo đã được công bố như thường lệ và phủ nhận đã có xáo trộn trong báo cáo. Tuy nhiên, có thông tin cho rằng nhiều quan chức EU tỏ ra bất bình với việc này và ít nhất một chuyên gia phân tích đã viết thư cho cấp trên nói rằng họ đang tự kiểm duyệt để chiều lòng Đảng Cộng sản Trung Quốc. Phái đoàn Trung Quốc tại EU vẫn chưa bình luận gì về thông tin trên, trong khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc cũng chưa trả lời các câu hỏi về việc báo cáo đã bị thay đổi của hãng Reuters. Tuy nhiên, trong một chương trình trực tuyến với Tổ chức Tư vấn Chính sách, những người bạn của châu Âu, Đại sứ Trung Quốc tại EU Sang Minh nói thông tin sai lệch là kẻ thù của tất cả chúng ta và chúng nên cùng nhau đối phó. Thông tin sai lệch về dịch virus Vũ Hán đang trở thành một vấn đề nóng giữa Mỹ và Trung Quốc. Giới chức hai bên cáo buộc nhau che giấu thông tin về đại dịch. Mâu thuẫn đó đôi khi khiến cho châu Âu kẹt ở giữa. Với hơn 1 tỷ euro thương mại song phương hàng ngày, EU là đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc, trong khi Trung Quốc chỉ đứng sau Mỹ là thị trường lớn nhất cho hàng hóa và dịch vụ của EU. Hãng tin Reuters cho rằng hành động này của Brussels là đang cố gắng để không làm quá căng thẳng với mối quan hệ quốc tế vốn đã bị xáo trộn vì đại dịch virus Vũ Hán. Một nguồn tin khác thì cho rằng các nhà ngoại giao EU lo rằng phần báo cáo này có thể làm căng thẳng quan hệ EU-Trung Quốc khiến cho việc tiếp nhận thiết bị y tế chống virus Vũ Hán trở nên khó khăn hơn. Báo South China Morning Post nhìn nhận loạt sự kiện này thể hiện rõ nỗi lo của người Trung Quốc về sự nhìn nhận của cộng đồng quốc tế đối với công tác ứng phó đại dịch của họ, song cũng cho thấy khả năng của Bắc Kinh trong việc gây sức ép lên các chính phủ nước ngoài, kể cả những tổ chức chính trị quyền lực như EU, vì họ là nhà xuất khẩu chính của các sản phẩm chiến lược. Trong một diễn biến khác, Trung Quốc được cho là đang có kế hoạch thực hiện cam kết thương mại với Mỹ được ký kết vào hồi tháng 1. Dẫn ba nguồn tin biết về kế hoạch của chính phủ, hãng tin Reuters cho biết Trung Quốc đang chuẩn bị mua hơn 30 triệu tấn nông sản cho kho dự trữ quốc gia nhằm đề phòng gián đoạn chuỗi cung ứng do ảnh hưởng từ dịch virus Vũ Hán. Đây cũng là động thái mà Trung Quốc làm để thực hiện cam kết với Mỹ. Cụ thể, Trung Quốc dự kiến mua 10 triệu tấn đậu nành, 20 triệu tấn ngô và 1 triệu tấn bông cho kho dự trữ quốc gia. Trung Quốc sẽ nhập phần lớn các loại nông sản này từ Mỹ để thực hiện cam kết theo thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 đã ký kết vào hồi tháng 1 với Washington. Trung Quốc cũng mua thêm 1 triệu tấn đường, 2 triệu tấn dầu đậu nành cho kho dự trữ, song không rõ sẽ nhập từ nước nào. Thông điệp chính từ Bắc Kinh là muốn bảo đảm cuộc sống của người dân. Đây là khoảng thời gian thích hợp để tăng cường kho dự trữ quốc gia, đặc biệt là khi giá các mặt hàng đang thấp. Một nguồn tin giấu danh tính tiết lộ giá đậu nành và ngô của Trung Quốc hiện cao gấp đôi giá những mặt hàng này ở Mỹ. Tuy nhiên, các nguồn tin trên cho biết không rõ là thời điểm nào sẽ diễn ra hoạt động thương mại trên vì còn phụ thuộc vào biến động thị trường. Tuy nhiên, đây được coi là việc thả con rắn sắt bắt con cá rô của Trung Quốc
vì việc mua nông sản Mỹ để tăng cường kho dự trữ quốc gia giữa dịch viêm phổi hô hấp Vũ Hán dự kiến sẽ đem về thắng lợi gấp 3 cho Trung Quốc. Cùng một lúc Trung Quốc giành thắng lợi gấp 3. Thứ nhất là các mặt hàng dự trữ có thể được giải phóng trong trường hợp cần giữ giá. Thứ hai là điều này giúp cho Bắc Kinh thực hiện thỏa thuận thương mại với Washington. Thứ ba là giá mua vào có lợi cho Trung Quốc. Các biện pháp phong tỏa và hạn chế di chuyển nhằm ngăn chặn dịch bệnh lây lan đã khiến cho các nền kinh tế trì trệ và đảo lộn chuỗi cung ứng toàn cầu, trong đó có nông nghiệp. Dịch bệnh đã làm cho ngành nông nghiệp và thực phẩm Mỹ chịu tác động lớn. Người nông dân gặp khó khăn trong tìm nhân công thời vụ để thu hoạch. Bên cạnh đó, thay đổi thói quen ăn uống của người tiêu dùng khi ngày càng nhiều người dân Mỹ ăn ở nhà, còn các trường học, nhà hàng đóng cửa đã buộc giá cây trồng và vật nuôi giảm. Những dẫn chứng trên một lần nữa chỉ ra rằng Trung Quốc sẵn sàng gây sức ép với các bên liên quan để che giấu sự thật về việc nước này loan tin đồn thất thiệt và lợi dụng đại dịch virus Vũ Hán để thu lợi cho mình. Và thế giới luôn cần cảnh giác với Trung Quốc, bất kể một hành động nào tốt hơn mức bình thường của nước này cũng là phục vụ cho lợi ích của chính quyền cộng sản để duy trì thể chế độc tài và tiếp tục thao túng các nước, trong đó có Việt Nam. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm hình quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về các chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.